Lịch sử văn minh phương Đông, nguồn gốc văn minh. Tác giả Will Durant, do Nguyễn Hiến Lê dịch. Quyển sách gồm các chương. Chương 1, những điều kiện tổng quát của văn minh. Chương 2, yếu tố kinh tế của văn minh. Chương 3, yếu tố chính trị của văn minh. Chương 4, yếu tố luân lý của văn minh. Chương 5, yếu tố tinh thần của văn minh. Sau khi nghe xong quyển sách này, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản nha. Sau đây là nội dung chi tiết của quyển sách, mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1, những điều kiện tổng quát của văn minh. Định nghĩa, điều kiện địa chất, địa lý, kinh tế, nội giống, tâm lý, nguyên nhân suy tàn. Xét chung thì văn minh chỉ là sự sáng tạo văn hóa nhờ một trật tự xã hội gây ra và kích thích. Nó gồm 4 yếu tố căn bản: sự phồn xa về kinh tế, sự tổ chức chính trị, những truyền thống luân lý và sự tăng tiến trí thức, phát triển nghệ thuật. Chỉ khi nào không còn sự hỗn độn, sự bất an nữa thì văn minh mới phát sinh được. Vì chỉ khi nào không còn sợ sệt nữa thì con người mới được thảnh thơi, tha hồ tò mò, tìm hiểu hoặc sáng tạo theo cái bản năng học hỏi thêm và tô điểm thêm cuộc sống của mình. Văn minh tùy thuộc nhiều yếu tố. Những yếu tố này có thể làm cho nó tiến mau lên hay chậm lại. Trước hết, chúng ta cùng xét yếu tố địa chất. Người ta có thể nói rằng văn minh là một màn phụ ở giữa hai thời đại băng giá. Nếu một luồng khí lạnh lại xảy ra nữa thì tất cả công trình của nhân loại sẽ bị băng và đá phủ hết, và những người còn sống sót phải trốn trong một nơi nào đó trên địa cầu. Hoặc con quỷ địa chấn chỉ hơi nhích vai một chút là chúng ta bị chôn vùi hết. Nó có cho phép thì chúng ta mới xây cất các thị trấn của chúng ta được. Bây giờ chúng ta xét tới những điều kiện địa lý của văn minh. Khí hậu nóng và ẩm thấp miền nhiệt đới làm cho các sâu bọ ký sinh nảy nở nhung nhúc, bất lợi cho văn minh. Con người ủy mị, lười biếng, ốm đau và mau già, không thể phát triển mỹ thuật và trí tuệ được. Vì bao nhiêu sinh lực đều tập trung cả vào việc thỏa mãn hai nhu cầu căn bản: ăn và truyền giống. Không thể thiếu nước được, vì nước còn quan trọng hơn ánh sáng mặt trời. Chính nó phát sinh ra sự sống, cho nên cần phải có mưa. Nhưng thời tiết thay đổi bí mật có thể làm cho những miền trước kia công nghệ phồn thịnh rồi bị hạn hán mà chết lần chết mòn, như các đế quốc Babylon và Nineveh. Trái lại, cũng có thể làm cho những xứ ở xa, những đường giao thông lớn, giàu có, mạnh lên như nước Anh. Nếu đất đai có nhiều khoáng chất, sản xuất được nhiều thực phẩm, nếu những dòng sông tiện lợi cho sự giao thông trao đổi sản phẩm, nếu bờ biển có nhiều vũng, vịnh cho các thương thuyền tránh sóng gió. Sau cùng, nếu một quốc gia ở trên những đường thông thương lớn của thế giới, như trường hợp của Athens, Qatar, Florence hay Venice, thì người ta có thể nói rằng địa lý tự nó không đủ tạo ra được văn minh, nhưng trong hoàn cảnh thuận lợi ấy giúp cho văn minh dễ phát triển mạnh mẽ. Những điều kiện kinh tế còn quan trọng hơn nữa. Một dân tộc có thể có những chế độ chính trị vững vàng, một nền đạo đức cao, lại có thiên tư về mỹ thuật như dân tộc da đỏ ở châu Mỹ. Nhưng nếu cứ ở ngoài giai đoạn săn bắn, đời sống bấp bênh tùy thuộc vào sự may rủi bắt được con mồi hay không, thì cũng không sao vượt qua được hàng rào ngăn cách văn minh và dã man. Một xã hội du mục như những người Ả Rập sống trong sa mạc có thể có những cá nhân đặc biệt thông minh, mạnh mẽ, tư cách rất cao, can đảm, cao thượng, đại lượng. Nhưng nếu lương thực không được bảo đảm, thiếu điều kiện tiên quyết cho văn hóa đó, cứ phải đem hết tâm trí ra săn mồi, mưu mô, gian lận trong thương mại, thì làm sao rảnh rang nghĩ tới những lạc thú phù phiếm, thanh nhã, tức những nghệ thuật cao đẹp nhất tạo nên văn minh. Nông nghiệp là bước đầu của văn minh. Chỉ khi nào đã định cư ở một khu đất có thể cày cấy, hái gặt, có dư ăn mà để dành phòng những ngày bất trắc mai sau, thì loài người mới có thì giờ và cái nhu cầu cải thiện đời sống cho văn minh hơn. Được sống yên ổn, có đủ thức ăn nước uống rồi, loài người mới cất chòi, đền thờ và trường học, mới chế tạo những dụng cụ làm tăng sức sản xuất lên, mới nuôi chó, lừa, heo.
Tóm lại, lúc đó loài người mới thuần tính, không còn là một dã thú nữa. Lúc đó nó mới tập làm việc đều đặn, có phương pháp, tuổi thọ tăng lên và có thể truyền lại cho con cháu di sản tinh thần của nòi giống. Có kinh nghiệm, hiểu biết một chút rồi, người ta mới biết trồng trọt, cày cấy. Nhưng chỉ khi đã văn minh, người ta mới xây cất thành thị. Về một phương diện, văn minh đồng nghĩa với trang nhã, thanh lịch, mà sự trang nhã, thanh lịch chỉ có thể phát sinh ở chốn thành thị. Vì thành thị là nơi tụ hội của cải và hạng người tài trí ở các vùng quê chung quanh. Sự tụ hội đó tốt hay xấu, tạm thời chúng ta chưa cần xét tới vội. Chính tại thành thị mà óc sáng tạo làm cho sự tiện nghi, sự xa hoa, sự nhàn rỗi tăng lên. Chính tại thành thị mà bọn thương nhân gặp nhau trao đổi hàng hóa, ý nghĩ với nhau. Tại những giao điểm của các đường thương mại, trí tuệ của loài người bồi bổ lẫn cho nhau. Người ta tinh khôn hơn lên và sức sáng tạo cũng tăng lên. Sau cùng, trong các thành thị, có một số người khỏi phải lo sản xuất thức ăn, đồ vật mà chuyên tâm sản xuất khoa học, triết lý, văn chương và nghệ thuật. Văn minh nảy mầm trong căn chòi của nông dân nhưng chỉ phát triển và khai hoa trong các thành thị. Trái lại, nòi giống không quan trọng mấy. Văn minh có thể xuất hiện bất kỳ ở đâu, tại những dân tộc màu da bất kỳ ra sao. Ở Bắc Kinh hay ở Delhi, ở Memphis hay ở Babylon, ở Ravenna hay ở Londres, ở Piro hay ở Yucatan. Không phải nòi giống tạo nên văn minh. Ngược lại, văn minh đào luyện dân tộc, hoàn cảnh địa lý và kinh tế tạo nên một nền văn hóa, và văn hóa tạo nên một mẫu người. Không phải người Anh tạo nên văn minh Anh, mà chính văn minh Anh tạo nên người Anh. Nếu người Anh đi đâu cũng mang theo tục lệ của họ. Nếu ở Timbuktu họ cũng bận đồ lớn để ăn bữa tối, thì đó không phải là cách tái tạo văn minh của họ tại trú sở mới của họ, mà chỉ là một cách họ thú nhận rằng nền văn minh của họ đã ảnh hưởng mạnh tới tâm hồn họ ra sao. Những hoàn cảnh vật chất y hệt nhau sẽ gây những hậu quả y hệt ở bất kỳ một chủng tộc nào khác. Cho nên chúng ta thấy người Nhật ở thế kỷ thứ 20 bắt đầu diễn lại lịch sử của Anh ở thế kỷ thứ 19. Chủng tộc có đóng một vai trò nào đó trong văn minh, nhưng như vậy chỉ là gì? Thường thường trước đó do hôn nhân đã có sự lai nhiều giống với nhau, lần lần các giống đồng hóa với nhau mà tạo nên một dân tộc tương đối thuần nhất. Chú thích: không nên lẫn lộn dòng máu với chủng tộc. Dòng máu có thể tác động một phần nào tới một nền văn minh. Vì dòng máu mà pha lẫn nhau thì có thể gây những thay đổi về sinh lý, chứ không phải về chủng tộc của một dân tộc. Những xu hướng chủ yếu của dân tộc đó có thể tốt hơn hoặc xấu hơn. Hết chú thích. Những điều kiện vật lý và sinh lý chúng ta mới xét đó tuy cần thiết cho sự tạo ra văn minh, nhưng tự chúng không đủ để phát sinh ra văn minh. Muốn vậy thì phải có thêm nhiều yếu tố tâm lý nữa. Phải có một trật tự chính trị tối thiểu, dẫu là trật tự đó mong manh, gần thành hỗn loạn như La Mã hoặc như Florence thời văn nghệ phục hưng, để cho con người đừng cảm thấy rằng bất kỳ lúc nào cũng có thể mất mạng hoặc phải đóng những thuế độc đoán khắc nghiệt. Ngôn ngữ lại phải thống nhất để dễ trao đổi tư tưởng. Giáo hội, gia đình, học đường phải thừa nhận một số phép tắc luân lý thường được mọi người giữ đúng. Rồi đời sống xã hội cũng phải có một số quy tắc được mọi người chấp nhận, kể cả những kẻ vi phạm chúng. Có lẽ cần có một tín ngưỡng căn bản nữa, tin ở một thế giới siêu nhiên hoặc tin ở một không tưởng. Nó làm cho đạo đức được tôn sùng, chứ không phải là một sự tính toán. Có vậy, cuộc đời dù ngắn ngủi mới có một ý nghĩa, một tính cách cao thượng nào đó. Sau cùng, không thể thiếu một hệ thống giáo dục, một kỹ thuật dù thô sơ tới đâu, để truyền lại đời sau cái văn hóa đã tích lũy từ các đời trước. Dù bằng cách người trẻ bắt chước người lớn, hay bằng cách người lớn, tức cha mẹ, ông thầy hoặc tu sĩ dạy dỗ người trẻ, thì cái di sản tinh thần của bộ lạc, tức tục lệ, ngôn ngữ, kiến thức, luân lý, cử chỉ, kỹ thuật, mỹ thuật cũng được truyền lại cho bọn trẻ, để chúng vượt cái đời sống của thú vật mà sống đời sống của con người. Tất cả những điều kiện ấy, hoặc đôi khi chỉ một trong những điều kiện ấy thôi mà mất đi, thì một nền văn minh cũng có thể bị tiêu diệt. Một đại biến động địa chất hoặc một sự thay đổi đột ngột
sâu xa về thời tiết. Một dịch bệnh xuất hiện không sao ngăn được, làm chết một nửa dân số, như đã xảy ra trong đế quốc La Mã thời các hoàng đế Antonin, hoặc như bệnh dịch hạch làm cho chế độ phong kiến châu Âu mau chấm dứt. Đất đai hết màu mỡ hoặc thành thị bóc lột nông dân quá mức, khiến cho nghề nông phá sản mà dân chúng phải mua thực phẩm của ngoại quốc. Nguồn lợi thiên nhiên, nhiên liệu, nguyên liệu cạn dần, sự thay đổi các đường thương mại làm cho một xứ hóa ra nằm ở xa các đường thương mại lớn của thế giới. Trí tuệ hoặc đạo đức suy bại vì quá lao lực, vì đời sống ở thành thị quá kích thích, hoặc vì kỷ luật xã hội quá lỏng lẻo, mà xã hội không tạo được truyền thống nào mới để thay thế những truyền thống cũ. Nội giống suy nhược vì quá dâm loạn, vì quá ham hưởng lạc, vì quá bi quan. Giai cấp thượng lưu suy đồi vì sinh suất giảm đi, mà những gia đình có khả năng cứu vãn được di sản văn hóa của nội giống cứ mỗi ngày một tàn lụi, thưa thớt. Một sự tập trung tài sản bất lợi cho xã hội, gây sự đấu tranh giai cấp, các cuộc cách mạng tai hại mà quốc khố phải khánh kiệt. Đó là một số trong những nguyên nhân khiến cho một nền văn minh có thể bị tiêu diệt. Vì văn minh không phải là trời cho, mà không phải là bất tử, mỗi thế hệ phải tạo thêm. Và một sự gián đoạn quá lâu nào cũng có thể làm cho văn minh chấm dứt. Loài người chỉ khác loài vật là có giáo dục, và có thể định nghĩa giáo dục là nghệ thuật lưu truyền văn minh cho đời sau. Các nền văn minh là các thế hệ nối tiếp nhau của linh hồn nội giống, các liên hệ gia tộc, rồi chữ viết kết nối thế hệ trước với thế hệ sau. Làm cho người sắp chết truyền được di sản cho người trẻ, thì nghệ thuật ấn loát, thương mại và các phương tiện giao thông cũng vậy. Kết hợp các nền văn minh với nhau và bảo tồn được phần tốt đẹp trong nền văn hóa của chúng ta, mà làm lợi cho các nền văn minh khác. Trước khi chết, chúng ta hãy thu thập di sản của chúng ta để tặng lại cho con cháu chúng ta. Chương 2. Yếu tố kinh tế của văn minh. Hiểu theo một nghĩa nào đó thì con người dã man cũng là con người văn minh, vì hắn kỹ lưỡng truyền lại cho con cái di sản của bộ lạc, tức cái mớ phức tạp gồm những chế độ chính trị, tập quán tinh thần luân lý đã lần lần phát triển nhờ sự gắng sức của bộ lạc để tồn tại trên địa cầu trong những điều kiện tốt nhất. Trong khu vực đó, gần như không sao giữ được một thái độ khoa học. Vì khi ta bảo một số người nọ là dã man, có thể ta không đưa ra một sự kiện khách quan nào cả, mà chỉ là hành động theo lòng tự cao tự đại của mình, không thắng nổi những phản ứng của ta trước những phong tục, thói quen xa lạ với ta. Chắc chắn là ta đã khinh thường những người đó, mà thực ra họ đáng làm gương cho ta về rất nhiều điểm, như về tinh thần hiếu khách, về đạo đức. Nếu chịu liệt kê đủ tất cả các yếu tố tạo nên văn minh, thì chúng ta sẽ thấy rằng những dân tộc sống khỏa thân đó đã sáng chế cho chúng ta đủ thứ hoặc gần đủ thứ, và chỉ để lại cho chúng ta hai công việc này: tô điểm đời sống và phát minh chữ viết. Hơn nữa, biết đâu chừng họ đã chẳng văn minh thực sự, rồi cởi bỏ sự văn minh đó đi vì thấy nó tai hại. Vậy chúng ta nên ít dùng tiếng dã man để nói về những dân tộc ấy. Có thể bảo họ là tổ tiên của chúng ta mà sống đồng thời với chúng ta đấy. Chúng tôi nghĩ nên dùng danh từ sơ khai hay chất phát để trỏ tất cả những dân tộc chưa biết tích trữ, để phòng những ngày không kiếm ăn được, chưa biết chữ viết hoặc biết mà ít khi dùng tới. Ngược lại, có thể gọi văn minh là những người biết chữ và biết lo xa. Một La Mã từ săn bắn tới cày cấy. Tính không biết lo xa của người sơ khai bắt đầu biết lo xa, săn thú và câu cá. Các đàn gia súc đầu tiên, sự nuôi súc vật, canh nông, ăn uống, làm bếp, tục ăn thịt người. Ba bữa ăn mỗi ngày, đó là một chế độ rất tấn bộ. Bọn người dã man, một là ăn cho căng bụng ra, hai là nhịn đói. Những bộ lạc da đỏ dã man nhất ở châu Mỹ chắc cho sự để dành thức ăn lại hôm sau là một hành động xấu xa, tủi nhục. Thổ dân châu Úc không thể làm được một công việc nào không có lợi trước mắt. Người Hottentot nào cũng là một ông lớn ăn không biết ngồi rồi. Còn bộ lạc Bushman ở Nam Phi thì chỉ biết cảnh thừa thải thức ăn hoặc nhịn đói.
trong cái thói không biết lo xa ấy và nhiều cách xử sự nữa của những dân tộc dã man. Thực ra có một phần nào khôn ngoan sâu sắc khi thổ dân bắt đầu nghĩ tới ngày hôm sau là tự đẩy mình từ lạc viên xuống thung lũng ưu tư đó. Thần lo lắng xanh xao ủ rũ bắt đầu cúi xuống nhìn hắn rồi. Lòng tham lam quá ra sắc bén, ý thức về tư sản xuất hiện và tất cả cái vui tính của con người sơ khai, chất phát, biến mất. Người da đen châu Mỹ đương trải qua một cuộc biến hóa ấy. Fury hỏi, một thổ dân người Bắc Mỹ sống trong những miền băng tuyết gần Bắc Cực dẫn đường cho ông. Anh nghĩ tới gì đấy? Hắn ta đáp, tôi chẳng nghĩ tới gì cả, tôi có dư thịt ăn rồi. Không suy tư gì cả khi không có gì đáng cho ta suy tư, đó chẳng phải là thực khôn ngoan, sáng suốt ư? Như đời sống vô tư ấy có nhiều nỗi khó khăn, và người nào vượt qua nổi thì thực là hạng siêu quần trong cuộc chiến đấu để sinh tồn. Con chó chôn một cục xương gặm không hết, con sóc giấu những hạt dẻ để lúc khác ăn, con ong chất mật đầy tổ, con kiến chất thức ăn để phòng ngày mưa. Đó là vài tay thợ đầu tiên của văn minh. Chính những sinh vật nhỏ đó và có lẽ vài sinh vật khác nữa đã dạy cho tổ tiên chúng ta nghệ thuật để dành những cái gì hôm nay ăn không hết và đưa mùa hè dư thức ăn, chất chứa một số thực phẩm để chuẩn bị cho mùa đông. Tổ tiên chúng ta đã tỏ ra tài khéo biết bao để cướp của mặt đất và của biển cả những thức ăn cần thiết cho họ. Họ lấy tay nhổ hết những cái gì ăn được mọc ở trên đất. Họ ráng lấy tay dùng ngà voi, xương hoặc đá để chế tạo những dụng cụ giống hàm răng hoặc răng, sừng loài vật. Họ dùng sợi cây hoặc dây leo để đan lưới, làm bẫy, và họ nghĩ ra đủ các mưu mô để bắt mồi trên đất hay dưới nước. Thổ dân của quần đảo Polynesia có những cái lưới dài mấy ngàn thước mà cả trăm người khó khăn lắm mới vận dụng được. Trong hoàn cảnh ấy, sự tổ chức chính trị phải đi đôi với sự tiên liệu về kinh tế, và từ nhu cầu cộng tác để tìm thức ăn mới phát sinh ý niệm về quốc gia. Dân chài Klingit đội một cái nón giống đầu một con hải báo rồi núp sau mỏm đá, bắt chước tiếng kêu của loài vật ấy, đợi chúng lại gần là dùng ngọn giáo đâm, chẳng hề ái náy thương hại. Một số bộ lạc ném các chất ma túy xuống sông để cho cá mê man. Chẳng hạn tổ dân Tahiti dùng một thứ thuốc nước chế bằng hạt cây hút teo hoặc bằng một cây tên là Hora. Cá ăn phải sai nổi lền đền trên mặt nước và chỉ có việc đưa tay ra vớt. Thổ dân châu Úc ngậm một ống sậy để thở rồi lặn xuống nước, chộp chân các con vịt lội qua, nhận chúng xuống nước cho tới khi chúng hết dùng dãy. Bộ lạc Taharu Mara muốn bắt chim thì rắc lên mặt đất những hạt cột vào đầu một sợi dây vùi sơ sơ dưới đất. Chim lại mổ hạt ăn, mà họ thì bắt chim ăn. Ngày nay, chúng ta cho sự săn bắn chỉ là một trò tiêu khiển. Nhưng hình như trong tâm hồn, người đi săn vẫn còn lờ mờ nhớ cái thời mà sự săn con mồi. Vì săn bắt không phải chỉ là vấn đề kiếm thức ăn, nó thực sự là một chiến tranh để bảo vệ sự an toàn và chủ quyền của tổ tiên chúng ta. Và so với chiến tranh ấy, các chiến tranh khác trong lịch sử nhân loại chỉ là một trò chơi. Ngay hiện nay, trong các rừng già, con người vẫn đôi khi phải chiến đấu để sinh tồn. Vì tuy không sợ bị thú dữ tấn công, trường hợp này hơi hiếm, trừ khi gặp một con thú đói quá hay bị lùng bắt, không có lối thoát. Nhưng thức ăn không có đủ cho mọi sinh vật, mà chỉ những sinh vật nào chiến đấu giỏi nhất mới khỏi đói, nhất là những khi có con phải nuôi. Trong các bảo cổ viện, người ta còn thấy những dấu tích cuộc tranh đấu giữa các loài ấy. Dao, búa, lao, tên, dây thòng lọng, bẫy, boomerang, ná, tức những khí giới mà loài người thời cổ sơ dùng để lần lần làm chủ địa cầu, rồi truyền lại cho hậu thế thuật chống cự với tất cả các giả thú, trừ các loài thú dữ, nhất là đồng loại. Ngay bây giờ, mặc dầu đã có biết bao cuộc chiến diệt chủng, mà trái đất vẫn còn có cơ man nào là chủng loại. Đôi khi đi dạo mát trong rừng, chúng ta đăm quãng vì nghe thấy ngôn ngữ của hàng hà loài vật: sâu bọ, rắn rết, chim chóc, loài muôn thú ăn thịt. Chúng ta có cảm tưởng như xâm phạm khu vực của chúng,
làm cho chúng sợ và ghét. Biết đâu chừng một ngày kia, tất cả những loài thú bốn chân ồn ào, những loài rết nhiều chân, những loài vi khuẩn len lỏi vào đâu cũng được ấy, chẳng nuốt sống loài người, hủy diệt công trình của loài người, và trừ cho địa cầu cái quả bị loài vật hai chân là chúng ta tàn phá bằng những khí giới bí mật và kỳ cục. Thực ra, săn bắn và câu cá không phải là những giai đoạn trong lịch sử tiến triển kinh tế. Hai cách thức hoạt động ấy còn tồn tại cả trong những hình thức cao nhất của xã hội văn minh. Ngày xưa, chúng ta là trung tâm của sinh hoạt. Ngày nay, chúng vẫn còn là nền móng, tuy không lộ liễu của cuộc sống. Và phía sau các hoạt động như văn học, triết học, nghệ thuật, tôn giáo, chúng ta vẫn thấy bọn cướp sát nhân ở Chicago không có can đảm chiến đấu một cách ngay thẳng, đàng hoàng nữa. Chúng ta săn mồi bằng cách quỷ quyền, nhưng trong tiềm thức chúng ta vẫn còn dấu vết những cuộc săn mồi của tổ tiên thời xửa, thời xưa. Chứng cứ là chúng ta vẫn thấy vui thích đuổi bắt các loài sinh vật yếu ớt, chạy trốn và cứ nhìn các trò hú tim của con cái chúng ta thì biết. Rốt cuộc, vấn đề kiếm ăn chính là nền tảng của văn minh. Giáo đường và điện thờ, viện bảo cổ và phòng hòa nhạc, thư viện và đại học chỉ là cái bề mặt. Phía sau là lò sát sinh. Sống bằng cách săn mồi thì chẳng có gì là đặc biệt cả. Nếu loài người không vượt khỏi giai đoạn ấy, thì chung quy cũng chỉ là một loài vật ăn thịt như nhiều loài vật khác vậy thôi. Nó chỉ bắt đầu biểu lộ tư cách con người khi nó từ đời sống săn mồi bấp bênh chuyển qua đời sống trồng trọt an toàn. Đời sống này có nhiều cái lợi đáng kể. Nuôi gia súc bắt đầu ở đâu và thời nào? Có thể là khi tổ tiên chúng ta giết được một con thú rừng rồi bắt con nó đem về cho con mình chơi. Lúc đó người ta vẫn tiếp tục ăn thịt loài vật, nhưng không ăn ngay. Người ta dùng nó để cưỡi, để chở đồ, nhưng nó được đãi một cách gần như bình đẳng trong xã hội loài người. Nó thành như bạn của loài người, và từ nay người và vật làm việc chung, sống chung với nhau. Người ta tìm cách điều khiển sự truyền chủng của chúng, và mới đầu chỉ có hai con, sau thành một bầy. Nhờ có sữa của các loài ấy, các bà mẹ rút ngắn được thời kỳ cho bú trước kia rất dài. Tử suất của hài nhi giảm đi, sữa thành một thức ăn mới bổ và có thể kiếm được dễ dàng. Nhân số tăng lên, đời sống ổn định, có quy củ hơn, và loài người, con vật bạo phát rụt rè ấy làm chủ được trái đất. Đồng thời, phụ nữ cũng phát kiến được một điều quan trọng nhất: thổ địa thế mà sinh sản được chứ. Trước kia, trong khi người đàn ông đi săn mồi thì họ chỉ lấy tay cào cào ở chung quanh chòi, ráng tìm hái những gì có thể ăn được. Như ở châu Úc, họ đào đất để lấy rễ cây, họ hái các trái rừng, lượm mật ong, nấm và các hạt rải rác chung quanh. Ngay hiện nay, thổ dân vài bộ lạc châu Úc vẫn còn hái những cây tự nhiên mọc trong rừng, không hề nghĩ cách lấy hạt làm giống. Người da đỏ ở thung lũng Sacramento, Hoa Kỳ chưa vượt khỏi giai đoạn ấy. Chúng ta vẫn chưa rõ vào thời nào loài người nhận thấy công dụng của hạt giống và biết gieo giống, chứ không chuyên hái như trước nữa. Nhưng bước đầu ấy vẫn còn là bí mật trong lịch sử. Chúng ta có thể bàn tán về điểm ấy, đưa ra ý kiến này, ý kiến nọ, có giá trị ít hay nhiều. Nhưng biết chắc thì không bao giờ biết chắc được. Có thể rằng khi bắt đầu hái những cây mọc tự nhiên đem về hang, dọc đường có những hạt rơi rớt, ít lâu sau nảy mầm. Do đó mà loài người biết được cái đại bí mật về sự sinh trưởng của các sinh vật. Bộ lạc Zuan rắc đại và lộn xộn các hạt, rồi muốn mọc cây gì thì mọc. Thổ dân Borneo đi dạo trong đồng, lấy cây nhọn xôi lỗ trên mặt đất, rồi rắc hạt giống vào đó. Nông cụ thô sơ nhất là cái cây nhọn ấy hoặc cây gậy để moi đất. Mới cách đây vài chục năm, người ta còn thấy ở đảo Madagascar từng đoàn phụ nữ cầm cây nhọn đứng thành hàng như hàng lính, đợi một hiệu lệnh là đâm cây gậy xuống đất, moi đất ra, đặt hạt giống vào lỗ rồi dung đất lại. Sau cùng tiến tới một luống khác, cuốc đất để trồng trọt là một cách tiến bộ hơn. Đầu gậy có một mũi nhọn hoặc một mảnh xương, rồi ghép thêm một khúc gỗ hình như chữ thập để đặt chân lên mà nhấn xuống.
khi bọn đi tìm vàng tới Mexico, họ thấy rằng thổ dân Antigua không có nông cụ nào khác ngoài những thứ cuốc thô sơ ấy. Sự nuôi gia súc và thuật giả kim giúp con người ta dùng được những dụng cụ nặng hơn. Kiểu cuốc ở trên biến thành lưỡi cày, và khi có thể xới đất được sâu hơn rồi, loài người mới nhận thấy đất đai phì nhiêu, và điều đó làm thay đổi lớn lao thân phận của họ. Nhiều cây mộc quang được đem về trồng, nhiều loại cây mới được lựa, còn những loại cũ thì được cải thiện. Sau cùng, thiên nhiên dạy cho loài người nghệ thuật phòng xa, đức thận trọng và ý thức về thời gian. Thấy loài chim ác là chất hạt dẻ rừng và hốc cây. Thấy loài ong trữ mật trong ổ, loài người mới lần lần. Có lẽ sau mấy ngàn năm ăn sỏi ở thì, nảy ra cái ý tích cốc phòng cơ, rồi lại tìm ra cách giữ thịt được lâu bằng cách xông khối, muối, sau cùng là ướp lạnh. Hơn nữa, lại còn cất những cái lẫm chứa lúa để tránh mưa, sâu bọ và kẻ trộm. Lần lần, người ta thấy rằng trồng trọt là một cách chắc chắn hơn săn mồi để có đủ thức ăn. Khi hiểu được điều ấy, loài người đã vượt được một trong ba giai đoạn để tiến từ thú tính tới văn minh, tức ngôn ngữ, canh nông và chữ viết. Có phần chắc rằng loài người không tiến đột ngột từ giai đoạn săn mồi qua giai đoạn trồng trọt đâu. Có nhiều bộ lạc, chẳng hạn người da đỏ ở châu Mỹ, vẫn còn ở trong giai đoạn chuyển tiếp. Đàn ông đi săn mồi, đàn bà ở nhà trồng trọt. Sự thay đổi xảy ra tuần tự mỗi ngày một chút, chứ không bao giờ có sự chuyển biến hoàn toàn. Người ta chỉ thêm một cách ăn uống mới vào các thói quen cũ, và ta có thể tin rằng người ta bao giờ cũng thích lối cũ hơn lối mới. Chúng ta thử tưởng tượng con người cổ sơ ráng phân biệt trong mấy ngàn loài sản vật thiên nhiên, nhiều loại có hại, xem loại nào có thể ăn được. Càng ngày càng xen lẫn những loại đó với những trái cây, rễ, thú rừng và cá mà họ đã quen ăn từ trước. Lúc nào họ cũng ham ăn thịt, cả những khi họ ăn nhiều lúa, rau và sữa nhất. Gặp được xác một con thú mới bị giết, họ ăn nghiến, ăn ngấu. Nhiều khi chẳng buồn thui cho chín nữa, cứ việc đưa lên miệng, cắn, xé, nhai rất mau. Răng của họ rất tốt, và chỉ nháy mắt là còn lại đống xương. Người ta kể chuyện, có những bộ lạc ăn no nê suốt một tuần lễ toàn bằng thịt một con cá voi tấp vào bờ. Bộ lạc Fui Ghi thích ăn thịt sống, mặc dầu biết cách nấu chín thức ăn. Bắt được một con cá, họ cắn ngay vào chỗ sau cái mang cho nó chết, rồi nghiến ngấu tức thì từ đầu tới đuôi. Vì không biết chắc khi nào lại có thức ăn, nên bộ lạc ấy gặp thứ gì ăn thứ nấy. Sò hến, ốc, nhung, ếch nhái, cóc, chuột, nhện, dung, bò cạp, bướm vải, rết, cào cào, châu chấu, sâu bọ, rắn, thằn lằn, trăn, chó ngựa, rễ cây, chí rận, dồi, sùng, trứng rắn, trứng chim. Không có thứ nào là họ không ăn. Có khi thích nữa, có khi coi là món ăn chắc bụng nữa. Có bộ lạc rất thạo về nghệ thuật săn kiến. Có bộ lạc phơi nắng sâu bọ để dành đãi tiệc. Có bộ lạc bắt chí cho bạn rồi bỏ vô miệng ăn ngon lành. Nếu bắt được thật nhiều quân hút máu nhân loại đó thì họ đem hầm rồi vui vẻ ăn với nhau. Thức ăn của các bộ lạc săn mồi lạc hậu nhất, không khác thức ăn của các loài khỉ tiến bộ bao nhiêu. Sự phát kiến ra lửa đã hạn chế bớt thối phàm ăn mù quáng ấy, và đồng thời cùng với canh nông đã giải thoát loài người khỏi phải chuyên sống bằng sự săn mồi. Có hàng ngàn cây không ăn sống được, nhưng nấu chín thì ăn được. Thành thử loài người càng ngày càng ăn lúa và rau nhiều hơn. Lại thêm, nấu chín thì thức ăn cứng mấy cũng quá mềm, người ta bớt phải nhai. Do đó, răng yếu đi, một dấu hiệu văn minh đấy. Có đủ thức ăn như vậy rồi mà loài người còn thêm một món mỹ vị cực hạn nữa, món thịt đồng loại. Người ta có thể xác nhận rằng, tới một thời nào đó, thối ăn thịt người rất phổ biến. Người ta thấy thối đó trong tất cả các bộ lạc sơ khai và trong các dân tộc tương đối gần đây nữa, như dân tộc Ái Nhĩ Lan, Ibiri, Biti, và ngay ở thế kỷ thứ 11 trong dân tộc Đan Mạch. Trong nhiều xứ đó, thịt người là một món hàng và người ta không biết tục chôn cất.
Ở xứ Congo thượng, thời xưa, người ta mua bán công khai những người sống, đàn ông, đàn bà hay trẻ con, chỉ để đem về nấu nướng làm món ăn. Trong đảo Tân Brittany, người ta bán thịt người ở tiệm như chúng ta bán thịt heo, thịt bò. Và trong dài đảo Solomon, người ta nuôi người, nhất là đàn bà, cho mập như nuôi heo để làm thịt trong các ngày lễ. Bộ lạc Fuigi cho thịt đàn bà ngon hơn thịt chó, vì thịt chó có mùi hôi rái cá. Họ nói vậy. Ở Tahiti, một thổ dân già giảng cho Pieri Loti rằng thịt người da trắng quay vừa chín thì có mùi thơm như chuối chín. Bộ lạc Fiji trái lại chê thịt người da trắng có vị mặn quá mà lại da nhách nữa. Họ bảo thịt lính thủy da trắng không đáng cho họ ăn, kém xa thịt một thổ dân quần đảo Polynesia. Nguồn gốc tục đó do đâu? Không chắc là do thiếu các thức ăn khác. Nhưng dù có phải vậy chăng nữa, thì thói ăn thịt người ấy cũng đã tồn tại sau khi nó không còn cần thiết. Và các người cổ sơ chỉ coi nó là một thú ăn ngon, bây giờ chúng ta thấy nó thành một khát vọng. Đâu đâu cũng có những kẻ đã không tởm máu người mà còn thích là khác. Có những bộ lạc nổi tiếng là hiền hậu, nhân từ mà thường uống máu người, hoặc để trị bệnh, hoặc để ăn thề, để tế lễ, hoặc để thêm được sức mạnh của kẻ bị giết. Họ tin vậy. Ăn thịt người không có gì là xấu hổ cả, và người cổ sơ không diện đạo đức ra để phân biệt thịt người với thịt thú vật. Ở Milanese, một tù trưởng nào tặng bạn bè một bữa tiệc thịt người quay thì được bạn bè quý mến thêm. Một tù trưởng ở Ba Tây có giọng triết nhân lắm khi giảng giải: giết được một kẻ thù, tôi thích ăn thịt nó hơn là để cho nó mất tiêu đi. Cái khổ tâm không phải là vì phải giết. Nếu tôi bị giết thì kẻ thù ăn thịt tôi hay không, tôi coi cũng vậy. Nhưng tôi không thấy một con mồi nào mà thịt ngon hơn thịt người. Người da trắng các ông quả là khó tính quá. Hiển nhiên là tục ấy có vài cái lợi về phương diện xã hội. Nó đã mở đường cho Swift sau này đưa ra một kế hoạch dùng các trẻ em trong các gia đình quá đông con. Nó lại cho người già một cơ hội đẹp đẽ để chết một cách hữu ích. Xét về một phương diện nào đó thì nó làm cho tục chôn cất thành một thói xa xỉ vô ích. Theo Montani, văn hào Pháp, viện lẽ mồ đạo, kính chúa mà tra tấn một kẻ tới chết, đó là một tục về thời ông, thì còn tàn nhẫn hơn là giết đi rồi ăn thịt. Chúng ta phải tôn trọng thành kiến của người khác. Hai La Mã, nền móng của công nghệ. Lửa, các dụng cụ nguyên thủy, kỹ thuật dệt và làm đồ gốm, xe cất và chuyên chở, thương mại và tài chính. Loài người chỉ thực sự là loài người khi có ngôn ngữ. Văn minh chỉ bắt đầu khi có canh nông, mà kỹ nghệ cũng chỉ có thể phát sinh khi có lửa. Loài người không phát minh ra lửa. Có phần chắc là nhờ thiên nhiên, loài người mới biết được vật liệu kỳ diệu ấy. Cành lá khô cọ sát nhau, hoặc sóng nổ mà tóe lửa, hoặc một số hóa chất ngẫu nhiên pha trộn với nhau mà sinh ra lửa. Rồi loài người nảy ra cái ý tài tình, bắt chước quá công, cải thiện thêm để dùng vật kỳ diệu ấy cả nghìn cách khác nhau. Có lẽ mới bắt đầu, loài người dùng lửa như một bó đuốc để thắng kẻ thù đáng sợ là bóng tối, rồi dùng lửa để sưởi, nhờ vậy mà rời được miền nhiệt đới, nơi họ sinh ra, để lại những miền khí hậu lạnh hơn mà lần lần chiếm được trọn địa cầu. Sau, họ áp dụng vào việc rèn luyện các kim khí để cho chúng quá ra cứng, bền hơn mà dễ uống hơn. Tất cả những cái đó, người sơ khai cho là cực kỳ mầu nhiệm, kỳ dị, tới nỗi họ coi lửa là một vị thần để thờ phụng, là trung tâm của cuộc sống, của gia đình, đi đâu cũng mang theo, giữ gìn cẩn thận để cho nó khỏi chết, khỏi tắt. Người La Mã thời xưa còn xử tử nữ tu sĩ nào lơ đãng để cho ngọn lửa thiêng liêng tắt đi. Nhưng trong lúc săn mồi, giữ bầy gia súc hoặc làm ruộng, người thời cổ môi ốc để phát minh những dụng cụ, phương pháp giúp họ giải quyết cả ngàn vấn đề trong cuộc sống. Mới đầu,
có lẽ thiên nhiên cho họ cái gì thì họ dùng cái đó. Họ hái trái, đào rễ để ăn, lột da thú để bận, chui vào hang để tránh mưa, tránh nắng. Rồi có lẽ, tôi nói có lẽ, vì về thời đó, chúng ta chỉ có thể phỏng đoán thôi. Họ nghĩ cách bắt chước các dụng cụ, cử động của loài vật. Họ thấy con khỉ liện đá hoặc trái cây vào kẻ thù, dùng một cục đá đập bể hạt dẻ hoặc một vỏ sò. Thấy con thác đắp đập ngăn nước, con chim làm tổ, con đại tinh tinh cất một cái như một cái chồi. Họ ước ao có những hàm răng, những sừng mạnh như chúng, có lớp da dày cứng như chúng. Và họ bắt đầu chế những dụng cụ khí giới theo những kiểu mẫu ấy. Franklin bảo loài người là một con vật biết dùng dụng cụ, nhưng cũng như nhiều tài năng đặc biệt khác mà chúng ta lấy làm hãnh diện. Về phương diện ấy, chúng ta có khác loài vật, chỉ là khác về mức cao thấp thôi. Thiên nhiên tặng cho loài người các vật liệu để chế tạo dụng cụ. Cây tre làm ngọn giáo, lưỡi dao, cây kim, bình chứa, cành cây để làm kìm, kẹp, vỏ cây và thớ cây để làm dây thừng và các đồ dệt đủ thứ. Nhưng quan trọng nhất là loài người biết làm ra cây gậy. Phát minh ấy tuy tầm thường nhưng làm thỏa mãn được nhiều nhu cầu, tới nỗi cây gậy thành một vật tượng trưng cho uy quyền. Từ chiếc đũa thần của các bà tiên, tới cây trượng của mục sư, cây roi của Môi-si và của A-rôn, cây trượng bằng ngà của viên chấp pháp chính quan La Mã, cây Lituus của các pháp sư thời thượng cổ, cây trùy của vua hay cây bút của pháp quan. Trong ngành canh nông, cây gậy thành cái cuốc, ở chiến trường nó thành ngọn giáo, ngọn lao, thanh gươm hoặc lưỡi lê. Rồi loài người sử dụng các khoáng vật đục và đẽo đá thành vô số dụng cụ và khí giới: búa, đe, cài cạn, mũi tên, cưa, bào, nêm, đòn bẩy, rìu, đục. Sinh vật giúp họ chế tạo muỗng, bình, đĩa, dao cạo, lưỡi câu bằng vỏ ốc, vỏ sò trên bãi biển, hoặc những dụng cụ bền cứng hơn, đẹp hơn bằng sừng, ngà voi, răng, xương, lông hoặc da thú. Hầu hết những vật ấy đều có cán bằng gỗ, cột vào bằng mọi cách, bằng dây thừng hoặc ruột thú vật, đôi khi dán bằng một thứ keo kỳ dị làm bằng máu trộn với nhiều chất khác. Người thời đó nếu không tài khéo hơn thì cũng bằng chúng ta ngày nay. Chúng ta chỉ khác họ là đã tích lũy được nhiều kiến thức kỹ thuật, nhiều vật liệu, dụng cụ hơn, chứ không thông minh gì hơn. Họ rất thích tinh thần phát minh để giải quyết những nỗi khó khăn hàng ngày. Người Eskimo ưa thích trò chơi này, lại ở một miền xa xôi, thiếu thốn đủ thứ, rồi ganh đua nhau, xem ai tìm được cách thỏa mãn nhu cầu của cuộc sống. Người sơ khai đã tỏ ra khéo léo vô song trong nghệ thuật dệt. Về môn này, họ cũng bắt chước loài vật nữa. Mạng nhện, ổ chim, các thớ cây đan vào nhau, đường gân các lá, những cái đó là bức thiêu thiên nhiên trong rừng đã làm mẫu cho họ, những mẫu cực đẹp. Và ta có quyền nghĩ rằng nghệ thuật dệt là một trong những nghệ thuật đầu tiên của nhân loại. Vỏ cây, lá và thớ cây đã giúp họ dệt được những vải và nệm khéo tới nỗi ngày nay có biết bao máy móc, dụng cụ chúng ta cũng không làm hơn được. Phụ nữ ở quần đảo Aleutini sẵn sàng bỏ ra một năm để dệt một chiếc áo. Những chiếc mền và y phục của người da đỏ Bắc Mỹ có tua và thêu rực rỡ bằng những sợi tóc, dây gân cực nhỏ nhuộm bằng nước trái anh đào. Linh mục Theodore bảo những màu ấy tươi đẹp tới nỗi những màu của chúng ta kém xa, không sao so sánh được. Thiên nhiên ngừng ở đâu là nghệ thuật bắt đầu ở đấy. Xương cá hoặc xương chim, những nhánh tre non được chuốt kỹ lưỡng để làm kim, và dây gân các loài vật được dùng để làm thành những sợi chỉ rất nhỏ, có thể xỏ vào những cây kim nhỏ nhất của chúng ta. Vỏ cây biến thành vải và đập thành phớt. Da thú phơi khô để may quần áo và đóng giày. Thớ cây chấp nối với nhau thành những dây cáp rất chắc. Sau cùng, mây và miên liễu dùng để đan những vỏ đẹp hơn những vỏ của chúng ta ngày nay. Nghệ thuật làm đồ gốm có họ hàng gần với nghệ thuật đan. Chưa biết chừng do nghệ thuật đan mà ra nữa. Người ta đắp đất sét lên một cái vỏ để nó khỏi bị cháy. Và khi rút cái vỏ ra,
Người ta thấy lớp đất sét vẫn giữ hình cái giỏ, có thể cho vô lửa được. Có lẽ do đó sau này mới có kỹ thuật chế tạo những đồ sứ cực đẹp của Trung Hoa. Cũng có thể là nhờ thấy những cục đất sét phơi nắng mà cứng lại, người ta mới nảy ra ý làm đồ gốm. Và chỉ cần tiến một bước là người ta nghĩ ra cách dùng sức nóng của lửa thay cho sức nóng mặt trời. Rồi từ đó chế tạo được hàng hà sa số, bình, chén, nồi, đủ kiểu, dùng vào đủ việc: nấu ăn, giữ thức ăn hoặc chở thức ăn đi. Cả những bình chén đẹp để trang hoàng nhà cửa. Rồi người ta dùng móng tay hay vật nhọn để vẽ hình lên đất sét khi nó còn ướt, cho thêm đẹp. Đó là một trong những hình thức đầu tiên của nghệ thuật. Chưa biết chừng còn là nguồn gốc của chữ viết nữa. Người thời thượng cổ dùng đất sét phơi nắng để làm gạch và nhà. Và ta có thể bảo rằng đồ gốm đã che mưa che nắng cho họ. Nhưng đó đã là một giai đoạn tiến bộ của nghệ thuật xây cất rồi. Một cái khoen trong sợi dây xích nối từ cái chòi vách bằng đất trộn rơm của người Mội tới những cung điện dinh thự đẹp đẽ ở Ninive và Babylon. Một số bộ lạc sơ khai như bộ lạc Veda ở đảo Tích Lan không có một cái chòi để ở nữa, mà sống cảnh màn trời chiếu đất. Một số khác như bộ lạc Stamanim ngủ trong hốc cây. Thổ dân miền Nam Narvili Gali sống trong hang. Một số khác như bộ lạc Bushmen lấy cành đan với nhau làm cái mái che gió. Quả quằn họ mới cắm những cây cọc trên đất rồi phủ bằng rêu, rơm và cành nhỏ. Mới đầu là những mái che gió thô sơ như vậy, sau mới dựng thêm bốn bên thành những cái chòi như của thổ dân châu Úc. Cái thì nhỏ, làm bằng cành, lá rồi đắp bùn lên, chỉ chứa được vài ba người. Cái thì rộng lớn, chứa được 30 người hoặc hơn nữa. Các bộ lạc săn bắn hoặc du mục bao giờ cũng thích ở trong liều, vì khi dời chỗ có thể dễ dàng chở liều đi. Những bộ lạc tiến bộ nhất, những người da đỏ châu Mỹ cất nhà bằng gỗ. Chẳng hạn bộ lạc Iroquois dùng những thân cây còn nguyên vỏ đựng những ngôi nhà rất rộng lớn, chiều dài có thể tới 50 thước để cho nhiều gia đình ở chung. Còn thổ dân Đại Dương Châu thì đã biết cất nhà bằng những khúc cây đẽo kỹ lưỡng, và tới đó là hết lịch sử tiến triển của nhà gỗ. Bây giờ người sơ khai chỉ còn thiếu có 3 thứ nữa là có đủ những yếu tố căn bản của văn minh kinh tế: phương tiện chuyên chở, tổ chức thương mại và mục tiêu chuẩn chung để trao đổi hóa vật. Muốn biết đại lược lịch sử của các phương tiện chuyên chở từ cách cổ nhất tới cách tân thời nhất thì cứ coi một người từ máy bay bước xuống, tay xách một gói đồ. Chắc chắn là hồi đầu con người là con vật chở đồ cho mình, cho tới khi có gia đình. Hiện nay ở Đông Nam Á còn như vậy. Rồi loài người mới chế tạo dây thừng, đòn bẩy, cái rồng rọc, chinh phục được loài vật, bắt nó chở nặng cho mình, lại bắt nó kéo những cành dài theo những đồ nặng. Thế là đã tạo ra được chiếc xe trượt đầu tiên. Sau đặt thêm những khúc gỗ tròn dưới chiếc xe ấy, rồi cắt đẽo những khúc gỗ này cho mỏng bớt đi. Mà sự phát minh lớn nhất về cơ giới lúc đó đã xuất hiện, tức sự phát minh ra bánh xe. Sau cùng, đóng những bánh xe ấy vào một thùng xe thành chiếc xe chở đồ. Cột nhiều khúc gỗ với nhau, người ta tạo ra chiếc bè và khoét những khúc cây ấy thành chiếc thuyền độc mộc. Từ lúc này, dòng sông thành đường giao thông chuyên chở tiện nhất cho loài người. Trên bộ, tổ tiên chúng ta mới bắt đầu cứ băng đại qua rừng núi, thung lũng, rồi mới biết vạch một con đường mòn mà đi. Sau cùng, biết đắp đường cái. Đêm đêm, họ nhìn sao trên trời mà tìm được phương hướng để dắt dẫn các thương đội qua sa mạc. Dùng cây chèo, mái dầm và cánh buồm, họ can đảm ra khơi. Mới đầu từ đảo này tiến tới đảo khác, sau vượt được đại dương, đem chút văn hóa còn tầm thường của họ truyền bá tới các đại lục xa xôi. Về khu vực này cũng vậy, các vấn đề căn bản đã được giải quyết trước khi loài người biết chép sử. Vì tài năng của các giống người khác nhau xa, mà nguồn lợi thiên nhiên mỗi miền một khác, quá công phân phát không đều, cho nên trường hợp một bộ lạc sản xuất được một số đồ vật với một giá rất rẻ mà lại không dùng hết, bèn nảy ra ý trao đổi sản phẩm dư của mình lấy sản phẩm thừa thải của một bộ lạc khác. Đó là nguồn gốc của thương mại. Ở Colombia, bộ lạc da đỏ Chibiha
xuất bản thứ muối mỏ có rất nhiều trên xứ họ để đổi lấy lúa, bắp mà đất đai khô cằn của họ không sản xuất được. Và làng da đỏ, châu Mỹ chuyên chế tạo mũi tên. Thổ dân Tân Guinea chuyên làm đồ gốm. Có những thổ dân ở châu Phi chuyên về công nghiệp dạ kim hoặc chuyên làm ngọn giáo, chuyên đóng thuyền. Đôi khi người ta lấy tên nghề chính của họ mà đặt tên cho bộ lạc hoặc làng. Rồi lần lần những tên này thành tên họ của những người chuyên môn trong ngành. Sự buôn bán các vật thừa mới đầu có hình thức trao đổi tặng phẩm ở thời đại rất vị lợi của chúng ta này. Trước khi thương lượng một công việc làm ăn, người ta chẳng thường tặng nhau một món đồ hoặc mời nhau dự một bữa tiệc đấy ư. Chiến tranh, cướp bóc, cống thuế, phạt vạ giúp cho hàng hóa dễ chuyển từ miền này qua miền khác. Nhưng lần lần, sự trao đổi hóa ra có hệ thống, quy tắc. Người ta lập thành những trung tâm thương mại, chợ, cửa tiệm. Mới đầu, nhân dịp nào đó mới hợp nhau buôn bán. Rồi người ta định trước ngày hợp, sau cùng là ngày nào cũng hợp, để ai có hàng hóa gì dư có thể đổi lấy những món mình thiếu. Trong thời gian rất lâu, thương mại chỉ có hình thức trao đổi như vậy thôi. Và phải đợi nhiều thế kỷ sau, người ta mới nghĩ ra cách dùng một môi giới để kích động thương mại lên. Ngày nay, chúng ta có thể thấy một người trai áp cầm một bánh sáp mấy ngày liền, lang thang từ tiệm này tới tiệm khác, tìm xem có người cần sáp và chịu đổi cho anh ta một vật anh ta thiếu không. Những vật đầu tiên làm môi giới là những hàng hóa ai cũng cần dùng và muốn mua, như trái chà là, muối, da thú vật, da lông, đồ tư trang, dụng cụ thường dùng, khí giới. Trong sự trao đổi ấy, hai con dao có thể bằng giá một đôi vớ, ba món đó gom lại bằng giá một chiếc mền, cả bốn món đó bằng giá một cây súng, cây súng này với tất cả những món kia bằng giá một con ngựa, hoặc hai cái răng một loài nai ở Bắc Âu bằng giá một con ngựa tơ, và tám con ngựa tơ đổi được một người đàn bà. Vào một thời nào đó, tại một bộ lạc nào đó, gần như bất kỳ cái gì cũng có thể dùng làm tiền được. Hạt đậu, lưỡi câu, vỏ sò, hạt chay, trái cacao, trà, hồ tiêu, cả cừu, heo, bò, nô lệ nữa. Tại những bộ lạc săn bắn và mục súc, loài bò là một đơn vị giá trị rất tiện vì chuyên chở. Chúng đi được mà lại có lợi vì chúng sinh bò con. Vào thời đại Homeri ở Hy Lạp, thế kỷ thứ 9 trước công nguyên, người ta đánh giá người và vật bằng số bò. Bộ binh giáp của Diomede đáng giá 9 con bò. Một người nô lệ khéo tay đáng giá 4 con. Người La Mã cũng vậy. Họ cũng dùng hai danh từ gần giống nhau, Picus và Picunia, để trỏ bò và tiền bạc. Và trên những đồng tiền đầu tiên của họ, chúng ta thấy hình con bò. Những tiếng Anh như capital, vốn liếng, tư bản, cattle, động vật, súc vật cho nuôi rẻ, và cattle, bò, ngựa, do tiếng Pháp mà ra. Và tiếng Pháp lại do tiếng Latin capitali, có nghĩa là tư bản. Và chính tiếng capitali này gốc ở tiếng caput, có nghĩa là đầu bò hay ngựa. Khi loài người bắt đầu biết chế tạo những đồ bằng kim loại, thì các kim loại lần lần thay thế tất cả các bản vị có giá trị khác: đồng, đồng cỏ, sắt, sau cùng là bạc, vàng quý hơn, khỏi mang nhiều, được dùng để đúc tiền. Hình như các dân tộc cổ sơ chỉ biết dùng vật để đổi chác chứ không biết dùng tiền. Mãi tới thời văn minh có tính sử, loài người mới chế tạo ra giấy bạc và tính dụng, làm cho sự trao đổi càng dễ dàng hơn nữa. Do đó sự phong phú, sung túc, an lạc của nhân loại cũng tăng lên. Ba La Mã, tổ chức kinh tế, chế độ cộng sản nguyên thủy, tại sao nó biến mất, nguồn gốc tư sản, chế độ nô lệ, các giai cấp xã hội. Chính thương mại đã làm xáo trộn xã hội nguyên thủy nhiều nhất, vì trước khi nó xuất hiện, dắt theo hai tên tùy tòng là tiền bạc và lợi tức. Khi loài người không biết gì là tư sản, tổ chức chính quyền rất thô sơ. Ở buổi đầu, thời phát triển kinh tế, bản năng tư hữu chỉ tác động vào những vật riêng tư và thường dùng của con người. Nhưng nó mạnh mẽ đến nỗi, người ta thường chôn những vật ấy cả quả phụ nữa
với người chết. Trái lại, nó tác động rất ít tới những vật không phải tùy thân, nghĩa là loài người bẩm sinh không có bản năng ấy, mà cứ phải khắc nó vào trí não, tăng cường nó hoài. Hầu hết mọi người tại các bộ lạc nguyên thủy, đất đai là của chung. Dân da đỏ Bắc Mỹ, thổ dân Vibrao, các bộ lạc Hindustan sống trên núi Chittagong, thổ dân Borneo và các đảo Thái Bình Dương, cơ hồ cùng làm chủ đất đai, cùng trồng trọt với nhau, rồi chia nhau quê lợi. Bộ lạc da đỏ Omaha bảo, đất cũng như nước, gió không thể bán được. Ở quần đảo Samoa, trước khi người Âu tới, thổ dân không sao quan niệm được đất có thể đem bán. Giáo sư River thấy ở Melanesia và Polynesia có chế độ cộng sản về ruộng đất, và chế độ ấy hiện nay còn tồn tại ở nội địa xứ Liberia. Chế độ cộng sản về thực phẩm cũng phổ thông không kém. Tại các giống mội, người ta thường thấy kẻ có thực phẩm san sẻ cho kẻ không có. Khách lữ hành muốn ngừng bước ở đâu cũng được chủ nhân tiếp đãi, nuôi nấng. Còn các bộ lạc bị hạn hán mà mất mùa thì được các bô lão láng giềng cung cấp thức ăn cho mãn mùa. Một người vô rừng để ăn có thể thảnh thơi ăn một mình mà cũng lớn tiếng gọi bất kỳ một người nào lại ăn chung với mình. Turner kể cho một thổ dân Samoa nghe tình cảnh bọn người nghèo ở Londres, thì chú mội đó rất ngạc nhiên, hỏi: làm sao có thể như vậy được kìa? Không có gì để ăn, vậy họ không có bạn bè, không có nhà cửa sao? Nhưng họ ở đâu mà ra? Còn nhà cửa của bạn bè chứ? Người da đỏ nào đói thì cứ đi xin là có ăn liền, nghèo tới mấy thì cũng không ai từ chối một người đói. Trong thành phố mà còn lúa thì không ai phải nhịn đói cả. Theo tục lệ của người Hottentot, kẻ nào có nhiều hơn người khác thì phải san sẻ cho những người này tới khi các phần được điều nhau mới thôi. Những người Âu đi du lịch châu Phi trước khi làn sóng văn minh lan tới đó kể lại rằng cho một người da đen bất cứ thứ gì, thức ăn hay đồ vật, thì họ cũng đem chia ngay cho bạn bè. Cho họ một bộ đồ thì sẽ thấy cái nón trên đầu người nhận bộ đồ, chiếc quần ở ống chân một người khác và chiếc áo trên lưng một người thứ ba. Người Eskimo săn được con mồi nào thì không có quyền giữ riêng cho mình mà phải cho tất cả các người khác trong làng. Dụng cụ cũng như lương thực đều là của chung. Thuyền trưởng Carver bảo người da đỏ Bắc Mỹ không có một ý thức gì về tư hữu trừ những đồ thường dùng trong nhà. Họ rất hảo tâm đối với nhau và có dư thứ gì cũng vui vẻ đem cho người thiếu thốn. Một nhà truyền giáo kể lại rằng: tôi rất đổi ngạc nhiên thấy họ cư xử với nhau một cách trang nhã, lễ độ mà hạng bình dân ở các xã hội văn minh thiếu hẳn. Như vậy có lẽ do họ không biết những tiếng của tôi, của anh, những tiếng mà thánh Chrysostomy bảo làm cho lòng từ thiện của chúng ta tắt ngấm. Một người khác nhận xét: tôi đã thấy họ săn được mồi về, chia thành nhiều phần, và không khi nào tôi thấy họ tranh nhau hoặc phàn nàn về một sự lầm lẫn hay bất công trong việc chia phần. Họ thà nhịn đói mà đi ngủ chứ không chịu để người khác trách móc rằng không giúp đỡ một kẻ thiếu thốn. Họ đối xử với nhau như bà con, anh em trong một đại gia đình. Tại sao chế độ cộng sản nguyên thủy ấy đã biến mất khi loài người tiến tới trình độ mà chúng ta hơi chủ quan gọi là văn minh? Sumner cho chế độ cộng sản trái với luật sinh lý, làm cho con người quá ra kém cỏi trong việc tranh đấu để sinh tồn. Nó ít kích thích tinh thần sáng tạo, tài kỹ xảo và tính giành giụm. Nó không thưởng những người có tài năng nhất, phạt những kẻ bất lực nhất. Do đó có sự san bằng các đức tính của cá nhân. Điều đó hoàn toàn có hại cho sự tiến bộ và sự thành công trong công việc ganh đua với các tập thể khác. Loskiel bảo một bộ lạc da đỏ ở Đông Bắc làm biến tới nỗi không trồng trọt gì cả. Tin chắc bộ lạc láng giềng sẽ chia lương thực cho họ. Và những bộ lạc này thấy người siêng năng không được thưởng công gì hơn bọn làm biến, cho nên càng ngày càng trồng trọt ít đi. Darwin cho rằng sự bình đẳng hoàn toàn trong các bộ lạc Fuji khiến họ không mong gì một ngày kia sẽ văn minh được. Nói cách khác là sự văn minh sẽ làm mất sự bình đẳng của họ đi.
chế độ cộng sản nguyên thủy đem lại được một chút an ổn cho tất cả những kẻ không chết vì bệnh tật, nghèo đói, ngu dốt, nhưng không thể giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo được. Chế độ tư sản ấy chắc chắn tạo ra sự giàu có, nhưng cũng gây sự bất an và cảnh nô lệ. Nó kích thích tài năng tiềm phục của những người thông minh, nhưng nó làm cho sự cạnh tranh để sinh tồn quá ra gay go, mà con người đau xót hơn khi cảm thấy khốn cùng. Sự khốn cùng này trước kia mọi người chịu chung, cho nên có vẻ không đè nặng lên vai người nào cả. Chế độ cộng sản có thể tồn tại dễ dàng hơn trong những xã hội mà con người phải đổi chỗ hoài, hoặc những xã hội luôn luôn phải đương đầu với sự nguy hiểm và nạn đói. Các dân tộc săn mồi và du mục không cần có sự tư hữu về vườn ruộng, nhưng khi đời nông nghiệp đã thành đời sống bình thường thì người ta thấy rằng đất sẽ được trồng trọt, săn sóc kỹ lưỡng hơn, có năng suất cao hơn nếu tất cả quyền lợi thuộc về gia đình làm chủ nó. Các chế độ, các ý tưởng cũng chịu luật đào thải tự nhiên như các cơ thể, tập thể. Cho nên khi hoạt động kinh tế chuyển từ săn mồi qua trồng trọt, thì quyền sở hữu cũng chuyển từ bộ lạc qua gia đình. Và tiểu tổ tư sản thành đơn vị kinh tế thích hợp nhất về sản xuất. Trong gia đình, quyền hành càng tập trung vào người đàn ông lớn tuổi nhất, thì nông nghiệp càng có tính cách công nghệ hóa mà tư sản bắt đầu xuất hiện. Nhiều khi một cá nhân cả gan dám bỏ gia đình êm ấm mà phiêu lưu nơi xa lạ, nhờ cần cù làm việc, chiếm được một khu vực trong rừng hoặc một nơi đầy lầm và cương quyết đòi được hoàn toàn làm chủ khu ấy. Xã hội phải thừa nhận quyền của hắn, thế là phát sinh một hình thức tư sản mới. Dân số tăng lên mà đất đai cũ bắt đầu hết màu mỡ, nên càng có nhiều người bỏ làng mạc, đi tìm đất mới. Và tới một lúc, trong các xã hội tiến bộ nhất, tư sản thành một thể thức bình thường, tự nhiên. Những quyền cũ của bộ lạc, những truyền thống còn được duy trì về hình thức trong chế độ công điền hoặc trong phép nước, đất thuộc về nhà vua để tái hiện trong những thời chia lại ruộng đất. Nhưng sau ít nhiều thăng gián giữa hai quan niệm cũ và mới, quyền tư sản rốt cuộc thắng lợi và thành chế độ kinh tế căn bản của xã hội lịch sử. Nông nghiệp tạo ra văn minh là nguồn gốc chẳng những của tư sản mà cả của chế độ nô lệ nữa. Những cộng đồng hoàn toàn sống bằng săn mồi, không có chế độ nô lệ, vì đàn bà và trẻ con đủ làm hết công việc trong nhà rồi. Đàn ông đi săn hoặc chiến đấu về mệt mỏi, ăn đến chán chê, hoặc hưởng cảnh ở không mà sức suy mòn đi. Các dân tộc sơ khai sở dĩ biến nhát, có lẽ do thối đi săn mồi hoặc chiến đấu về rồi thì nằm nghỉ. Họ không phải là biến mà là cần lấy lại sức, từ lối hoạt động tích cực từng hồi đó chuyển qua lối hoạt động điều điều. Cần có hai điều: trồng trọt, cày cấy và tổ chức công việc. Khi con người làm việc cho chính mình thì thường làm quể quải, tùy hứng. Nhưng khi làm việc cho người khác thì rốt cuộc thế nào người chủ cũng phải dùng sức mạnh để tổ chức bắt người làm công vào khuôn phép. Vì những tấn bộ về nông nghiệp và vì có sự bất quân về tài năng của con người khi mới sinh ra, cho nên trong xã hội, kẻ mạnh luôn luôn chỉ huy kẻ yếu. Rồi một ngày nào đó, kẻ thắng trận nhận thấy rằng tù binh ít lợi cho mình, nhất là hạng tù binh còn sống. Từ đó người ta bớt tàn sát, bớt ăn thịt tù binh đi, và chế độ nô lệ bắt đầu thành hình. Bắt kẻ thù làm nô lệ, chứ không giết họ để ăn thịt, đó là một sự tấn bộ rất lớn về đạo đức. Chính sách ấy vẫn còn được thi hành ngày nay trên một quy mô rộng lớn hơn. Một dân tộc thắng trận không tận diệt kẻ thù mà bắt họ phải trả những chiến phí bồi thường lớn lao. Khi chế độ nô lệ đã thành một tổ chức và cái lợi của nó đã hiển nhiên rồi, người ta bắt những kẻ thiếu nợ mà không trả được và những tội nhân ương ngạnh đem về làm nô lệ. Rồi người ta lại dùng cách du kích đột nhập một làng xóm nào để chỉ bắt sống dân chỗ đó về làm nô lệ. Thành thử chế độ nô lệ phát sinh từ chiến tranh rồi ngược lại gây ra chiến tranh. Có phần tin được rằng nhân loại ngày nay có truyền thống siêng năng là do bao nhiêu thế kỷ đã bị nô lệ. Không ai lại tự ý chịu làm một công việc khó nhọc liên tiếp một cách lâu dài. Nếu có thể trốn tránh công việc mà không bị trừng trị về thân thể, kinh tế hoặc quyền công dân. Như vậy, chế độ nô lệ là một thứ kỷ luật chuẩn bị cho hoạt động kỹ nghệ. Ta có thể bảo rằng nó làm tăng của cải, nguồn lợi lớn
và tạo sự nhàn nhã cho một thiểu số, và do đó đã gián tiếp giúp cho văn minh mau tiến. Sau vài thế kỷ, chế độ nô lệ được mọi người chấp nhận. Aristotle cho nó là tự nhiên, không sao tránh được. Thánh Paul cho nó là có vẻ hợp ý Thượng Đế, một thiên ân nữa. Lần lần do chế độ nông nghiệp và nô lệ, do sự phân công và sự tài năng thiên phú không đồng đều nhau, mà sự tương đối bình đẳng trong xã hội ban sơ mất đi, loài người quá ra bất bình đẳng và chia thành nhiều giai cấp. Xét chung thì trong các tập thể nguyên thủy, chúng ta không thấy có người tự do, người nô lệ, không có một tập cấp nào cả, không có hay có mà rất ít sự phân biệt tù trưởng và các người khác trong bộ lạc. Lần lần, các dụng cụ, các nghề nghiệp mỗi ngày một thêm phức tạp, mà các người dụng hoặc yếu phải tùy thuộc vào những người khéo hoặc mạnh. Đối với hạng người này, mỗi phát minh là một khí giới mới giúp họ thêm quy quyền, thống trị và lợi dụng kẻ yếu. Chế độ thừa kế lại tạo thêm cho hạng người giàu có một cơ hội mới để quá mạnh hơn nữa, mà xã hội trước kia thuần nhất, đồng điều, nay biến thành một mê cung, ngoắt ngoéo, gồm đủ các giai cấp và tập cấp. Kẻ giàu, người nghèo càng ngày càng nhận thức được sự giàu sang, nghèo nàn của mình, nhận thức được cái hố mỗi ngày mỗi sâu giữa họ với nhau. Thế là chiến tranh giai cấp bắt đầu văng qua lịch sử như một sợi chỉ đỏ, và quốc gia xuất hiện để làm trọng tài giữa các giai cấp, che chở tư sản, để điều khiển chiến tranh và tổ chức hòa bình.